Hello, mến chào anh em. Ngày hôm nay em lên cho anh em xem một con xe cúp 90 ha. Cúp 90 đời 90 ha. Xe cúp tôm 90 đời 90 anh em còn gọi 82. Nhưng mà cái đậm của con xe này là cái màu nó rất là đậm ha, rất là hiếm ha. Cái màu đỏ mận. Đó, xe rất là đẹp, sơn si là nguyên zin. Zin 100%. Bữa nay trời nó hơi tối nên em quay con xe này nó không được sáng tí xíu. Tí xíu nên chụp hình chi tiết cho anh em mình xem review những cái bức hình chi tiết nó, cái độ sáng nó rõ nét con xe hơn. Giờ hơi tối nên mình quay nên không có được sáng mấy. Xe đổ mặn, gặp xe đổ mặn nên nó cũng không em đăng hình mấy. Nhưng mà chất xe ngoài thì rất là đẹp nè. Anh em mà có nhu cầu mà sở hữu con xe cúp 90 đổ mặn nè thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em 0979 396 007 nha. Bạn Zalo em gửi hình chi tiết cho anh em mình xem ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em mình xem kênh cho em một lượt like, một đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển kênh YouTube một ngày vững mạnh hơn nữa ha. Để phục vụ anh em trong những giây làm việc mệt mỏi. Anh em mà đam mê những cái dòng xe cúp thì cứ vui lòng liên hệ của bên em và xem kênh của em tham khảo. Cảm thấy ưng con nào thì cứ vui lòng chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em. Em báo giá chi tiết từng con ha, bà báo giá từng khu vực ha. Riêng con này thì em bật mấy giá cho anh em chơi luôn. Con này là 50 mấy triệu, rất là hợp lý cho anh em mình chơi nha, về trưng bày cà phê cà pháo ha. Những cái dòng xe đỏ mặn này rất là ít, rất là hiếm ha. Anh em mà có nhu cầu thì vui lòng với em qua số điện thoại là 0979 396 007 ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em lưu ý là con xe này là con xe nội địa Nhật ha. Nội địa Nhật về ha. Giấy tờ anh em tự lo ha. Anh em có nhu cầu chơi những dòng xe nội địa Nhật thì vui lòng tới bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau.